Dạ, xin kính thưa vị khán giả, đến với nội dung trong video này thì Hiếu vẫn tiếp tục cập nhật câu chuyện có liên quan đến Thiền Am bên bờ vũ trụ để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả yêu mến Thiền Am được biết. Thì mới đây thôi, bên phía Nhật ký luật sư của đoàn luật sư Thiền Am cũng đã chia sẻ một cái video clip. Nội dung trong video clip này nói về cái đơn tố cáo chưa được giải quyết của ông Thượng tọa Thích Sơn Si. Thưa quý vị, thì ở trong nội dung đơn tố cáo này, ông nói rất là rõ ràng về những cái việc mà ông vu cáo cho Thiền Am bên bờ vũ trụ là những cái tội như là loạn luân, giả sư trục lợi, rồi các trẻ đó không phải là con, không phải là trẻ mồ côi, mà tất cả những đứa trẻ đó là con của thầy, cũng như là quan hệ huyết thống giữa cụ Lê Tùng Vân và những người thành viên ở trong Thiền Am bên bờ vũ trụ, thưa vị khán giả. Và ông cũng yêu cầu là bên phía cơ quan chức năng tỉnh Long An giải quyết triệt để đối với Thiền Am. Nhưng trong cái quá trình điều tra thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi, cho đến thời điểm hiện tại, ngoài cái hành vi 331 ra thì những cái sai phạm khác là không có. Nhưng ở đây thì ông một mặt lên trên mạng xã hội cho rằng là Thiền Am bên bờ vũ trụ là có loạn luân, nó giả sư trục lợi, rồi giả trẻ mồ côi vân 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 các kiểu hết. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì cái phiên tòa diễn ra và đã kết thúc thì chỉ có một cái tội danh 331. Và các thầy cũng đã có cái bản án và dư luận càng bức xúc hơn trong cái phiên tòa này. Nó không có được sự công tâm công bằng ở đây. Và trong cái phiên tòa này thì quý vị cũng đã nghe những vị như là thượng tọa hay là bên phía viện kiểm sát, họ cũng bác bỏ về cái thông tin cho rằng là Thiền Am có dấu hiệu loạn luân gì đó vân vân vân, như những gì mà họ nói trên mạng xã hội hay là bên phía luật sư đang bảo vệ về mặt pháp lý cho ông thượng tọa này đã nói trong phiên tòa đó, thì cũng đã được bác bỏ bởi các vị như là thượng tọa và viện kiểm sát, thưa vị. Nhưng ở đâu đó trên mạng xã hội cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn có một số người họ luôn luôn cho rằng Thiền Am là có những cái hành vi như Hiếu nói trên là luận lon, rồi giả sư trục lợi vân vân vân, còn thách đố cả bên phía đoàn luật sư nữa, thưa vị khán giả. Thì thật sự là không nói nổi, không biết nói gì luôn đối với những cá nhân, những tổ chức này. Thì chúng ta biết rằng thời điểm hiện tại đây Thiền Am không có những cái hành vi như trong giống như trong đơn tố cáo này. Vậy thì những người này có bị cơ quan chức năng xử lý hay không? Đó là cái câu hỏi dành cho bên phía cơ quan chức năng, và chúng tôi cũng rất cần là các cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra và xử lý đối với những cá nhân này. Đó, như vậy thì pháp luật mới có một cái gọi là một cách nhìn công bằng công tâm ở đây, xử đúng người đúng tội. Khi mà người ta không có những cái dấu hiệu đó giống như anh nói, nhưng mà anh lại lên trên mạng xã hội vu oan giá họa cho người ta suốt cả những tháng năm qua đó, và cả cái đơn tố cáo nữa, thưa vị. Nhưng bên phía cơ quan chức năng họ đâu có giải quyết cái đơn tố cáo của ông Thích Sơn Si này, bởi vì có đâu mà giải quyết, thưa vị. Như vậy thì có phải là bên phía cơ quan chức năng họ đã không có điều tra cũng như là xử lý những cá nhân này hay không? Thì chúng ta cũng đang vô cùng bức xúc và đòi lại công bằng cho Thiền Am ở cái chỗ này, thưa vị khán giả. Cũng rất mong là cơ quan hãy vào cuộc và làm rõ cái nguyên nhân và hành vi động lực nào mà ông Thượng tọa Thích Sơn Si này đã nói lên những cái điều đó và làm đơn tố cáo họ, và xác định rằng là Thiền Am bên bờ vũ trụ có dấu hiệu luận lon như vậy. Thì không thể nào mà chấp nhận được đối với một người đi tu, một thượng tọa, một vị chức sắc, chức cao trọng rộng ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở chùa cao Phật lớn như vậy mà còn tham sân si với đời và đi tố giác với cái nội dung ở trong cái đơn là về cái tội đó. Thì thật sự là một điều mà chúng ta cần phải lên tiếng, thưa vị khán giả, để hiểu rõ hơn cái sự tình, cái sự việc của cái lá đơn này như thế nào. Thì Hiếu mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của MC bên phía đoàn luật sư Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì chúng ta mới thấy rằng là nội dung đơn ghi rõ từng chi tiết một ra sao. Nhưng mà tại sao bên phía cơ quan chức năng họ không giải quyết cái đơn này? Bởi vì họ thấy rằng cái lá đơn này vô cùng gọi là vô lý và không có sự thật, không có cơ sở, không có bất cứ một cái bằng chứng nào để chứng minh cho rằng là Thiền Am có những cái dấu hiệu, những cái tội đó, cho nên là họ không có giải quyết. Đó, thưa quý vị, thì đề tài của ông Thích Sơn Si hiện tại trên mạng xã hội rất là nổi trội và được cư dân mạng và đặc biệt là những ai yêu mến Thiền Am hàng ngày vẫn lên rất là nhiều video clip để nói về ông này, về cái sai trái của ông này, thưa quý vị.
Không dài dòng nữa, Hiếu mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của MC đọc nguyên văn cái lá đơn của ông Thượng Tọa Thích Sân Si này cho quý vị nghe và quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Rất mong là quý vị khán giả khi xem nội dung video này để lại một bình luận nhận xét cho ông Thích Sân Si này với cái lá đơn này, cũng như là bấm một like tặng cho bên phía đoàn luật sư và đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu ạ. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và sau đây Hiếu mời quý vị cùng nghe nhé. Đơn tố cáo về việc ông Lê Tùng Vân và Lê Thanh Hoàn Nguyên xúc phạm tôi, làm nhiều video bán bổ Đức Phật và có các hành động có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kính gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, tôi là Thích Nhật Từ, thế danh Trần Ngọc Thảo, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1969 tại Sài Gòn, chứng minh nhân dân 022-471-388, cấp ngày 24 tháng 12 năm 2010 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trụ trì Chùa Giác Ngộ. Thường trú 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0908-153-160. Email thichnhattu@gmail.com. Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Sở Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra khởi tố hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, thường trú ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, đã lãnh đạo kênh YouTube Nam Chú Tiểu Thiền An Bên Bờ Vũ Trụ. Lý do, ông Lê Tùng Vân có hành vi sử dụng mạng YouTube xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của tôi. Nghiêm trọng hơn, cố tình báo bổ, bôi nhọ Đức Phật, Phật giáo, tăng ni Phật tử Việt Nam, đồng thời có các hành vi khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nội dung sự việc cụ thể như sau. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, tôi nói đề tài tiết lộ toàn bộ sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền An Bên Bờ Vũ Trụ trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, qua link đính kèm. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2019, tôi tiếp tục nói đề tài từ vụ sư giả tại Tịnh Thất Bồng Lai, nói về xuất gia làm thầy bổ nhiệm chủ trì, qua link đính kèm. Từ năm 2019, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã xác định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp, mà chỉ là chùa tự phong, đồng thời khẳng định ông Lê Tùng Vân và các thành viên tại đây chưa từng xuất gia, chưa thọ giới, lại mạo danh tăng ni, tự phong là thầy và sư cô. Đặc biệt, các trẻ em ở đây được giới thiệu là trẻ mồ côi, nhưng trên thực tế, phần lớn đều có mẹ và sống cùng mẹ, nhưng không được thông báo về nhân thân. Ông Lê Tùng Vân và một số người đang sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền An Bên Bờ Vũ Trụ, đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xúc phạm cá nhân tôi, bán bổ Đức Phật, có dấu hiệu lợi dụng Phật giáo và trẻ em có cha mẹ, đóng vai mồ côi, để trục lợi cúng dường, gây ngộ nhận, ảnh hưởng tiêu cực đối với Phật giáo, đời sống văn hóa, an ninh trật tự xã hội. Nội dung cụ thể như sau. 1. Xúc phạm danh dự của cá nhân tôi bằng những từ khiếm nhã. Trong video clip, sự thật sư phụ có gục ngã vì 100 công an bao vây như mấy chục bài báo đã đăng không. Linh đính kèm, đăng ngày 22 tháng 5 năm 2021, ở phút thứ 503-608, ông Lê Tùng Vân đã cố tình xúc phạm tôi là ngu, ngu như bò, nó ngu, nói ngu, hết sức là ngu. Cái thằng đó tiến sĩ Thích Nhật Từ mà nói chuyện ngu hết sức là ngu. Không, là cái thằng tôn giáo nói tầm bậy. Chúng tôi làm sai luật pháp chỗ nào, ghi ra đây dùng. Nó ngu, mình nói nó ngu, làm gì mà sợ. Tiến sĩ gì mà ngu như con nít vậy. Còn bổ sung nói, ông thầy ở chùa lớn, chức thiệt là lớn mà nói ngu. Không nên nói lên ý kiến của người dân mà nó dám nói ở đây, sống sai pháp luật. Các vị bên pháp luật yêu cầu nó nói, tôi chật chỗ nào. Mình là một người dưng trong chế độ cộng sản, mà chế độ đàng hoàng, một chế độ đàng hoàng, mà muốn nói giờ nào nói, muốn nói giờ nào, muốn nói chậm giờ nào thì nói đâu có được.
Cái thằng thích nhật từ đó là tiến sĩ mà nói ngu như bò, vậy sao được? Phải nói hiện tại cái tôn giáo của mình hết sức tiếc. Tiếc thằng thích nhật nhật. Về phương thức thì ông Lê Tùng Vân cố tình xúc phạm tôi bằng các từ khiếm nhã như cái thằng đó tiến sĩ thích nhật từ, thằng thích nhật nhật từ, hoặc nói chuyện ngu hết sức là ngu, hoặc nói tầm bậy, hoặc nó ngu mình nói nó ngu, hoặc là tiến sĩ mà nói ngu như bò, vậy sao được? Không chỉ thế, ông Lê Tùng Vân công khai thách thức pháp luật và cơ quan chức năng, như thể ông Lê Tùng Vân làm đúng pháp luật, chúng tôi làm sai pháp luật chỗ nào ghi ra đây dùng, hoặc nó thích minh thiện và thích nhật từ dám nói ở đây sống sai pháp luật, các vị bên pháp luật yêu cầu nó nói tôi chật chỗ nào. Tương tự với giọng điệu thách thức của ông Lê Tùng Vân trong video clip nghi tâm chứng minh sự thật, bịt mắt đọc lào lào 541 câu kinh tỉnh bơ tại Linh Đính Kèm, Lê Thanh Hoàn Nguyên bắt chước cha mình đã xúc phạm tôi, cái ông thích nhật từ ngu như bò. Đồng thời thách thức tôi nói tôi không sợ ai hết, bởi vì tôi nói đúng. Nguyên văn như sau: phản động mà đúng tôi nghe, còn không phản động nói tầm bậy tôi không nghe. Vậy đó, cái tánh của tôi y hệt như sư phụ tôi. Sư phụ tôi á, giáo hội Phật giáo nói đúng thì sư phụ nghe, giáo hội Phật giáo nói tầm bậy thì sư phụ ngồi trước mặt cơ quan công an, sư phụ nói cái ông nhật từ ngu như bò. Tôi nói tôi không sợ ai hết vậy. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nói đúng. Tôi nói đúng thì tôi không sợ gì hết trơn. Phút 55, 56, 57, 42. Trên thực tế, ông Lê Tùng Vân xây chùa trên đất không phải đất tôn giáo, tức vi phạm luật xây dựng và luật tôn giáo tín ngưỡng. Ông Lê Tùng Vân, dù chỉ là người tại gia, lại ngang nhiên làm lễ xuất gia cho người khác trái với luật Phật. Ông Lê Tùng Vân và Lê Thanh Hoàn Nguyên đã thách thức các cơ quan chức năng của tỉnh Long An về các hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam của họ tại tỉnh Thất Bồng Lai trong nhiều năm qua. 2. Bán bộ Đức Phật qua các phim ông Lê Tùng Vân và các con cháu ông đóng vai làm Phật. Trong nhiều video clip phát trên kênh YouTube và Facebook của tỉnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân và các con cháu của ông đã bán bộ Đức Phật một cách nghiêm trọng, xúc phạm đến niềm tin của hơn 550 triệu tín đồ Phật giáo trên toàn cầu, khi cố tình xuyên tạc Đức Phật với mục đích câu view, kiếm tiền. Sau đây là thông tin một số video clip tiêu biểu đã bán bộ Đức Phật và xúc phạm cộng đồng Phật giáo Việt Nam và trên thế giới. 2.1 Video Vùng Đất Huyền Bí. Viết đủ là phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021, Vùng Đất Huyền Bí, năm chú tiểu thách thức gian hài, đăng ngày 22 tháng 8 năm 2021, Linh Đính Kèm. Trong phim hài rẻ tiền này, ông Lê Tùng Vân và các con cháu ông đóng vai ba Đức Phật nhằm bán bộ Đức Phật bằng các lời thoại khinh thường luật pháp, nhằm ngụy biện cho những việc làm sai trái của chính ông. Bán bộ Đức Phật bằng cách xây dựng hình tượng Đức Phật rất phàm tục. Phút 49, 45, 50, 36. Ông Phật nào mà ngồi đọc báo, đã vậy ta? Gán vào miệng Phật phê phán báo chí chính thống nói về sai trái của tỉnh Thất Bồng Lai là nói láo ăn tiền. Phút 50, 50, 51, 12. Ủa ngài, ngài đây là báo gì vậy? Hề, ba cái báo nói láo ăn tiền hại người ta, hơi đâu mà đọc. Ủa vậy hả? Thôi, hơi đâu mà đọc. Bán bộ Đức Phật là lạc hậu, giàn dựng hai Đức Phật chửi lộn. Phút 52. Ông Phật này, ông cổ lũ sĩ thiệt, không có biết mấy món ngon dưới trần gian. Ê ê, chỉ trỏ ngón tay, sao sao, ê sao sao. Tự nhiên ngài chửi ta, ngài tưởng nói trong bụng là ta không biết hả? Ta là Phật đó nghe. Bán bộ Đức Phật lên niết bàn kinh doanh, mua đất cả ngàn tỷ. Phút 53, 10, 53, 40. Vậy nay ngài lên đây có chuyện gì? Tính mua đất hả? Có mang theo tiền không? Ở trên này một mẫu đất niết bàn cả ngàn tỷ á. Chỉ là chưa vô trung tâm đó nghe.
Ở trỏng là khỏi nói, tỷ tỷ mới mua nổi đó. Bán bộ Đức Phật làm cò mồi đất, ăn tiền huê hồng đất. Phật Di Lặc giàu có nhiều vàng, phút 53-46, 54-50. Muốn mua không? Tôi dẫn đi vòng vòng, tìm chỗ đẹp cho mua. Trời đất ơi, ngài làm nghề cò đất luôn hả? Đâu có, đâu có. Tại thấy ngài không biết nên tôi chỉ thôi. Còn ngài mua được thì cho tôi chút đỉnh cà phê là được rồi. Ngài cho tôi hỏi, vậy trên này ai là người giàu nhất vậy? Thì Phật Di Lặc chứ còn ai nữa. Đất của Phật Di Lặc thì thiên thần bay còn gãy cánh nữa mà. Ồ, vậy hả ngài? Tiền của Phật Di Lặc là một bao bự như thế vậy nè. Vàng cục cục, vàng cục 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 luôn. Đi đâu cũng vác trên vai, đem theo hết á, để ở nhà sợ mất. Bán bộ Đức Phật bằng cách đóng vai làm Phật ông nội trong clip này để dạy đạo cho hai Đức Phật mới chứng ngộ do hai cháu của ông đóng vai ở phút 59-03-103-33. Gán vào miệng Đức Phật những thứ quái dị do chính ông Lê Tùng Vân nghĩ ra và đóng vai, như gán vào miệng Phật rằng tu trong chùa qua hình ảnh Tịnh Thất Bồng Lai không thể không có vợ con. Đâu thể nào mà bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con rồi một mình đi vào chùa, ngồi đó tu, tu cho riêng cá nhân mình, bỏ gia đình lại sao? Gán vào miệng Phật rằng còn nếu người ta làm ác thì không có cái luật nào để trị tội người làm ác đó. Gán vào miệng Phật để xúi dục mọi người xúc phạm tôn giáo và không tôn trọng luật pháp. Trong tâm hai ngày, đừng suy nghĩ đây là tôn giáo, đây là luật pháp. Bỏ cái tôn giáo, bỏ luật pháp qua một bên đi. 2.2 Video Phật truyền đạo 1. Viết đủ là phim Tết Luật truyền đạo tập 1. Phiên bản 5 chú tiểu siêu dễ thương, đăng ngày 25/1/2020 tại link đính kèm. Ông Lê Tùng Vân và con cháu ông bán bộ Đức Phật bằng cách đồng hóa Đức Phật với thân thể và Đức Phật với anh chàng gốc. Phật là mặt, là mũi, là miệng, là đầu, là cổ, là tay, là chân, giống y như hệt như người vậy đó. Phút thứ 6:20-6:45. Dàn dựng Đức Phật bất nhất về lời nói, về hành động, bỏ chạy trong sự sợ hãi bởi một cơn mưa bình thường. Con biết ta là ai mà, cỏ beo ta còn không sợ, rắn rít ta cũng không sợ, dông bão cỡ nào ta cũng trơ trơ. Phút thứ 10:23, hoàn toàn mâu thuẫn với câu thoại, chẳng lẽ ta lại đi sợ, trời mưa con ơi, vô vô lẹ lẹ, bật chết. Phút thứ 6:20, thứ 6:45, nhằm bôi bác Đức Phật, gán vào miệng Phật cách nói chuyện giang hồ. Lỡ thằng nào nó quậy, nó chọi đá ta, thì ta có cái cây này hứng dùm con người. 2.3 Video Phật truyền đạo 2, viết đủ là phim Tết Phật truyền đạo tập 2, phiên bản 5 chú tiểu, link đính kèm, đăng ngày 9/2/2020. Ông Lê Tùng Vân và con cháu ông đã cố tình gán vào miệng Phật thuyết tiến hóa trái với khoa học và trái với Phật học. Nhất là khi ngụy biện cho rằng Đức Phật đạt giác ngộ tuyệt đối, rồi vẫn tiếp tục tiến hóa thành đấng cao hơn. Sự tiến hóa khởi đầu từ những mầm sống đơn sơ như loài thạch thảo, tiến hóa lên thành thực vật, cỏ cây. Từ thực vật cỏ cây tiến hóa thành thú vật, rồi từ thú vật tiến hóa thành người. Từ con người tiếp tục tiến hóa thành Phật, Phật cũng sẽ tiếp tục tiến hóa thành các đấng cao hơn. Phút thứ 3:45, phút thứ 4:31. Gán vào miệng Phật cách nói rẻ tiền, chết mồ, ta hết nước để uống rồi. Phút 12:52, phút 13. Gán vào miệng Phật rằng người đang sống với vợ con vẫn giác ngộ thành Phật được, nhằm minh họa cho cách ông Lê Tùng Vân sống với những người bị nghi là vợ con trong Tịnh Thất Bồng Lai và vẫn tự phong là Phật. Sự học và gia đình là hai cái khác nhau. Nếu có gia đình mà vẫn học được, vẫn thành tiến sĩ được, thì có gia đình vẫn tu được, vẫn thành đạo được. Phút 15:50-16:08. 2.4 Ông Lê Tùng Vân dàn dựng cho các bà bị nghi vấn là vợ của ông
thắp nhang và lạy ông như lạy Phật trong clip Năm Chú Tiểu phần 2 Người Lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết đăng cách đây 2 năm trên Linh Đính Kèm. Các bà bị nghi vấn là vợ ông Lê Tùng Vân lạy ông như lạy Phật. Trong clip này, ông Lê Tùng Vân mặc hậu vàng của Đại Đức Thượng Tọa Hòa Thượng ngồi chuyển trệ trước bàn thờ và lư hương dàn dựng cho bà Cao Thị Cúc, bà Lê Thu Vân và những bà khác lại thắp nhang cho ông như cách thắp nhang cho Phật nhằm ám chỉ ông Lê Tùng Vân là Phật. Bà Lê Thu Vân tôn xưng ông Lê Tùng Vân là Phật qua khái niệm Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ Giải Thoát Hiện Sinh ở phút 02:29 đến 02:40. Bà Lê Thu Vân đã bơm chồng bà là Phật qua lời bạch: kính lạy Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ Giải Thoát Hiện Sinh Truyền Đạo Hồng Hạc Vân Du. Ông Lê Tùng Vân vẫn thản nhiên không đính chính mình là người tu tại gia như ông từng nói với chính quyền, vì mục đích của ông là thông qua bà Lê Thu Vân gián tiếp cho người xem video tin ông là Phật Giải Thoát Hiện Tiền, tức là người giải thoát thành Phật. 3. Các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 3.1. Ông Lê Tùng Vân là cư sĩ lại tự xưng là thầy để trục lợi. Ông Lê Tùng Vân chưa từng chính thức xuất gia, chưa thọ giới sa di, tỳ kheo, chưa trải qua lớp Phật học nào, nhưng lại tự cạo đầu trọc, mặc pháp phục, mặc lễ phục của người tu, cho phép mình được quyền làm lễ xuất gia cho một số người khác. Ông Lê Tùng Vân, ngoài việc tự phong mình là thầy ông nội, còn cho mình cái quyền phong các đệ tử con trai và đệ tử con gái ruột của ông và một số nam nữ khác là thầy và sư cô để họ sống chung nhau tại tịnh thất Bồng Lai, rất phản cảm, dẫn đến hệ lụy như báo đài chính thống đưa tin rằng các sư cô tự phong này sinh ra ba cháu bé, giả dạng làm chú tiểu, đi thi thách thức danh hài trên HTV trong 2 năm liền. Những điều này hoàn toàn trái ngược với giới luật Phật dạy, có xu hướng lập giáo phái mới một cách phi pháp, gây tổn hại hình ảnh tăng ni, làm quần chúng mất thiện cảm với Phật giáo. 3.2. Có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi. Trong nhiều năm qua, ông Lê Tùng Vân đã khéo léo dàn dựng câu chuyện rằng những người con trai, con gái của ông tại tịnh thất Bồng Lai lớn lên đều là các cô nhi được ông nhặt trước cửa chùa hoặc xin về từ bệnh viện. Trên thực tế, theo các giấy chứng sinh và khai sinh được công bố trên trang mạng và được các đài truyền hình và báo chí chính thống đưa tin trong mấy tháng qua, thì 6 bé gồm Pháp Vương, Mẫu Nghi, Minh Triết, Quốc Pháp, Quốc Trung, Ngọc Nữ đều có mẹ sinh ra, đang sống trong tịnh thất Bồng Lai từ lúc mới sinh đến nay. Lê Thành Pháp Vương, tức Pháp Tâm, sinh năm 2015. Lê Thành Mẫu Nghi, tự Nghi Tâm, sinh năm 2014. Có mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên. Lê Thanh Minh Triết, tự Trí Tâm, sinh năm 2014. Có mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Còn ba bé Vòng Thanh Quốc Pháp, tự Đức Tâm, sinh năm 2017. Vòng Thanh Quốc Trung, tự Minh Tâm, sinh năm 2014. Và Vòng Thanh Ngọc Nữ, tự Ngọc Tâm, sinh năm 2015. Có mẹ là Vòng Kim Xuân, là sư cô tự xưng trong tịnh thất Bồng Lai. Trong nhiều năm qua, ông Lê Tùng Vân có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi nhằm trục lợi lòng tốt của nhiều người trong và ngoài nước. 3.3. Nghi án loạn luân trong tịnh thất Bồng Lai. Các đài truyền hình và báo chí chính thống trong tháng 10, tháng 11 năm 2021 cho biết các cháu Lê Thanh Mẫu Nghi sinh ngày 22 tháng 2 năm 2014, tự Nghi Tâm, là con của Lê Thanh Kỳ Duyên. Lê Thanh Pháp Vương sinh ngày 1 tháng 2 năm 2015, tự Pháp Tâm, là con của Lê Thanh Kỳ Duyên. Lê Thanh Minh Triết sinh ngày 27 tháng 3 năm 2014, tự Trí Tâm, là con của Lê Thanh Huyền Trang. Trong 3 năm qua,
qua nhiều video clip đã công bố, Lê Thanh Minh Tùng, người tự xưng là con ruột của ông Lê Tùng Vân, được nhiều báo đài chính thống trích dẫn, đã đăng cả trăm video trên kênh YouTube Lê Thanh Minh Tùng và các kênh YouTube khác, link đính kèm, cho rằng các nhân vật tự xưng là thầy và sư cô như Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Huyền Trang là con ruột của bà Cao Thị Cúc với ông Lê Tùng Vân, đang khi Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên và Lê Thanh Kỳ Duyên là con ruột của bà Lê Thu Vân với ông Lê Tùng Vân. Cả hai bà Cao Thị Cúc và Lê Thu Vân đều sống chung với ông Lê Tùng Vân trong tỉnh Thất Bồng Lai từ nhiều năm qua. Nhiều người nghi vấn này còn cho rằng ba cháu bé nêu trên có thể là con của Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Huyền Trang với ông Lê Tùng Vân, vì ông Lê Tùng Vân tự xưng là thầy và phong các con gái của ông. Dù thực hay hư, nghi án loạn luân này đã gây nên làn sóng phẫn nộ của cộng đồng Phật tử toàn cầu, vì sự tự xưng là thầy và sư cô của nhóm Tịnh Thất Bồng Lai đã làm nhơ uế hình ảnh tăng ni chân chính, nguy hại hơn là làm tổn hại niềm tin của quần chúng đối với Phật giáo. 4. Kiến nghị giải quyết. Tăng ni và cộng đồng Phật tử tại Việt Nam và hơn 550 triệu người theo đạo Phật giáo trên toàn cầu suốt 2.600 năm qua lấy lời dạy cao quý và hình ảnh tôn nghiêm của Đức Phật để noi gương, hoàn thiện đạo đức, trí tuệ nhằm phụng sự con người và xã hội. Mặc dầu giả mạo tự phong là tu sĩ Phật giáo, hành động, lời nói của ông Lê Tùng Vân và nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai qua các video clip đã xúc phạm nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ đối với Đức Phật, Phật giáo cũng như hình ảnh những tăng ni chân chính, đồng thời làm tổn thương niềm tin tôn giáo của cộng đồng Phật tử Việt Nam và trên thế giới. Ông Lê Tùng Vân tự cho mình là Phật qua các hành động mặc nhiên chấp nhận lời tôn xưng làm Phật của bà Lê Thu Vân, tự mình làm Phật bằng cách ngồi trên tòa sen, dở giọng cao ngạo chỉ dạy hai vị Phật khác, dàn dựng có năm Phật đứng trên tòa sen, đứng hầu. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôi viết đơn này tố cáo ông Lê Tùng Vân và nhóm người đang sinh sống trong tỉnh Thất Bồng Lai. Đồng thời, tôi kính đề nghị Sở Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra xác minh và xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, gồm 6 yêu cầu sau đây. 1. Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông Lê Tùng Vân và Lê Thanh Hoàn Nguyên về những hành vi xúc phạm Đức Phật, Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử và xúc phạm đến nhân phẩm của bản thân tôi, buộc ông Lê Tùng Vân và những người trong Tịnh Thất Bồng Lai phải xin lỗi tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Báo chí Việt Nam. 2. Đề nghị thử ADN bắt buộc đối với ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Huyền Trân, Lê Thanh Kỳ Duyên và tất cả các cháu bé trong Tịnh Thất Bồng Lai. Nếu không có loạn luân thì minh oan cho họ, đồng thời xử phạt những người nói sai sự thật về vấn đề này. Nếu nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai có loạn luân thì phải khởi tố hình sự theo luật pháp để không làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tăng ni Việt Nam và tăng ni trên thế giới. 3. Tiến hành điều tra các khoản tiền của nhà hảo tâm gửi vào tài khoản của nhóm người đang sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Nếu có bằng chứng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. 4. Cần nghiêm cấm ông Lê Tùng Vân và con cháu của ông, vốn chỉ là người cư sĩ tại gia, không tiếp tục tự tiện cạo đầu, mặc lễ phục và pháp phục của tăng ni, không được mạo xưng là thầy, sư cô. Đồng thời, chính quyền tỉnh Long An cần có các biện pháp chế tài nghiêm túc nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng giả chùa, giả sư, giả chú tiểu, giả mồ côi tại Tịnh Thất Bồng Lai, vốn tạo ra nhiều hệ lụy đối với Phật giáo. 5. Đề nghị tháo dỡ các công trình tôn giáo xây dựng trái phép trong Tịnh Thất Bồng Lai, đúng với luật xây dựng và luật tôn giáo tín ngưỡng. 6.
buộc ông Lê Tùng Vân và những người trong tỉnh Thất Bồng Lai phải xóa toàn bộ video bán bổ Đức Phật. Video ông Lê Tùng Vân và nhóm tỉnh Thất Bồng Lai mặc lễ phục của Tăng Ni. Video ông Lê Tùng Vân là người tại gia lại ngang nhiên làm lễ xuất gia cho người khác, trái với luật Phật. Thông tin mạo xưng tỉnh Thất, Thiền Am, Thiền Viện vốn là các thuật ngữ chỉ riêng cho chùa Phật giáo, mạo nhận thầy và sư cô trên YouTube và Facebook của tỉnh Thất Bồng Lai. Vì để giữ gìn sự nghiêm minh của luật pháp và ổn định trật tự xã hội Việt Nam, kính đề nghị Sở Công an tỉnh Long An xem xét và giải quyết dứt điểm các vấn nạn của tỉnh Thất Bồng Lai, trả lại sự trong sáng và cao quý của Đạo Phật, góp phần răn đe những kẻ xấu không tiếp tục giả chùa, giả sư, giả mồ côi để trục lợi. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc an lành. Người tố cáo Thích Nhật Từ, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung trong video hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Quý vị nhận xét nội dung này như thế nào? Rất mong là quý vị khi xem để lại một bình luận ở dưới video, cũng như là tiện tay đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi để cho mọi người biết đến kênh Hiếu Phan Vlog và giúp cho kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Một lần nữa, Hiếu xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo. Bye bye, see you next time. I love you all.